Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Trần Kiệt Vlog. Trong tập video này thì mình sẽ đưa mọi người trải nghiệm một trong những con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam hiện tại. Đó là con đường ven biển Bàu Trắng Phan Rí Cửa. Một con đường ven biển nằm tại tỉnh Bình Thuận và kết nối 3 địa điểm du lịch. Đó là Mũi Né, Bàu Trắng và Phan Rí Cửa. Để giúp cho quý vị và các bạn dễ hình dung hơn về lộ trình đi của mình sẽ chọn điểm đầu xuất phát tại chân cầu Sông Lũy thuộc thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Sau đó mình sẽ trải nghiệm toàn bộ 23 km của con đường ven biển Bàu Trắng Phan Rí Cửa. Điểm kết thúc của mình nằm tại Ngã Ba Hồng Thắng thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân mình trải nghiệm con đường này nhé. Sau đây thì mình sẽ cung cấp một số thông tin về con đường Bàu Trắng Phan Rí Cửa. Theo như mình tìm hiểu thì con đường này được khánh thành vào năm 2015, có tổng chiều dài 23 km, nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 60 km, có điểm đầu tại ngã ba Hồng Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và điểm cuối nằm tại chân cầu Sông Lũy này thuộc thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Con đường này có nền đường rộng từ 45,5 đến 50 m, trong đó bề rộng mặt đường là 24 m, gồm 2 làn đường rộng 12 m trên một làn, ở giữa có giải phân cách rộng. Tuyến đường này ngoài mục tiêu phục vụ kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch biển, còn là điều kiện thuận lợi để củng cố, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. Ngoài việc củng cố an ninh quốc phòng, con đường này còn đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, giảm tải lưu lượng xe lưu thông và đảm bảo thông suốt khi xảy ra ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A. Những tháng sau Tết âm lịch hàng năm, hai bên đường là những cánh rừng tràm nở rộ, hoa vàng tô điểm thêm nét của con đường ven biển Bàu Trắng Phan Rí Cửa. Đường băng qua các đồi cát lớn nhỏ mấp mô. Những đồi cát trắng ấy đã trở thành các điểm vui chơi, tham quan, trượt cát của nhiều du khách và thanh thiếu niên tại địa phương. Thời gian gần đây, với sự xuất hiện của hàng loạt những cánh quạt gió khổng lồ, con đường càng trở nên thơ mộng và hùng vĩ hơn. Dân du lịch phượt gọi đây là cung đường vàng thiên đường sống ảo, bậc nhất hiện nay. Từ ngày tỉnh Bình Thuận đưa vào sử dụng tuyến đường Bàu Trắng Phan Rí Cửa, kết nối với cung đường ven biển từ Hàm Tân, La Gi, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết, Bắc Bình, Tuy Phong dài hơn 200 km. Du khách đến các địa điểm du lịch của tỉnh Bình Thuận ngày càng đông hơn. Nếu bạn muốn đi từ Phan Thiết để đến được con đường này thì bạn nên bắt đầu từ địa danh Mũi Né. Bạn cứ chạy thẳng theo con đường DT706, DT716, băng qua những đoạn đường quanh co ven biển, đồi cát. Cuối đoạn đường bạn sẽ bắt đầu bước vào một cuộc hành trình mang tên là đường ven biển Bàu Trắng Phan Rí Cửa. Chặng đường này kéo dài tổng cộng 60 km. Dọc theo con đường ven biển này có nhiều khách sạn, resort và quán ăn, quán cà phê. Bạn có thể dừng chân nghỉ ngơi. Ngoài ra bạn cũng có thể dừng chân để ngắm nhìn, trải nghiệm leo lên những đồi cát hoang sơ, hùng vĩ dọc ven đường để có thể ngắm bao quát vùng biển phía bên tay phải, cũng như chụp hình cùng với những chiếc xe đầy màu sắc trên con đường này. Với vẻ đẹp kết hợp giữa biển và hoang mạc, cung đường này được rất nhiều phượt thủ bình chọn là một trong những cung đường ven biển ấn tượng đẹp nhất Việt Nam. So với những cung đường ven biển khác, một bên là biển và một bên còn lại là núi, thì mặc dù biển ở cung đường Bàu Trắng Phan Rí Cửa không gần đường đi, nhưng bù lại thì những đồi cát trắng xóa lại làm nên vẻ đẹp đặc trưng không nơi nào có được. Con đường tráng nhựa trải dài thẳng tắp đôi khi lại uốn mình quanh co tạo nên những đường cong tuyệt đẹp. Gần điểm đầu của cung đường ven biển Bàu Trắng Phan Rí Cửa có một địa danh rất nổi tiếng, đó là khu du lịch Bàu Trắng, được mệnh danh là tiểu sa mạc Sahara của Việt Nam. Bàu Trắng là một điểm đến hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Khu du lịch Bàu Trắng có vị trí nằm tại thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 60 km về phía đông bắc. Bàu Trắng là một điểm đến hấp dẫn với du khách yêu thích thiên nhiên hoang sơ và yên bình. Trước đây, khu vực này là một hồ nước rộng. Sau đó, để tạo đường đi, người dân đã đắp một cái đập cát chia hồ nước làm hai. Hai hồ nước nhỏ này có tên gọi là Bàu Bà và Bàu Ông. Hồ Bàu Bà lớn hơn hồ Bàu Ông, có diện tích đến 70 hecta và có độ sâu trung bình là 5 mét. Vào mùa mưa có thể lên đến 19 mét. Cả hai hồ được bao quanh bởi những triền cát trắng, nên người dân đặt tên gọi là Bàu Trắng, với bào là hồ nước và trắng là màu trắng của cát. Đến nơi đây, du khách sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang sơ, hòa quyện cùng không gian yên bình của hồ nước ngọt, được bao bọc bởi những đồi cát trải dài với khí hậu và địa hình đặc biệt. Đây là thiên đường du lịch độc nhất vô nhị của tỉnh Bình Thuận. Tại Bàu Cát Trắng, du khách không chỉ trải nghiệm vẻ đẹp phóng khoáng của tiểu sa mạc mênh mông mà còn được thỏa sức tận hưởng nhiều hoạt động giải trí thú vị. Đến đây, du khách có thể thưởng thức vẻ đẹp đồi cát Bàu Trắng, tham gia một số hoạt động giải trí như trải nghiệm lái xe jeep, chạy từ đỉnh đồi cát đi xuống chân đồi, trượt cát hay cưỡi đà điểu. Ngoài khu du lịch Bàu Trắng, du khách còn có thể dừng chân check-in tại nhiều địa điểm tuyệt đẹp dọc tuyến đường Bàu Trắng Phan Rí Cửa như Hòn Nghề, Hòn Hồng, Mũi Cá Chai, Mũi Yến hay khu du lịch Thu Du. Bên cạnh đó, đến cung đường ven biển Bàu Trắng Phan Rí Cửa, du khách sẽ được thưởng thức sắc vàng rực rỡ của loài hoa keo lá tràm. Hàng năm cứ vào tháng 3 đến tháng 4 hoặc sớm hơn khoảng tháng 1 và tháng 2, tùy theo thời tiết từng năm, rừng hoa keo lá tràm sẽ nở rộ tạo thành những điểm nhấn, thu hút lữ khách khi đi qua mảnh đất đầy nắng và gió Bình Thuận. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân mình trải nghiệm toàn bộ con đường ven biển tuyệt đẹp Bàu Trắng Phan Rí Cửa tại tỉnh Bình Thuận nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình.